비추고 lấy cảm hứng từ chuyện tình rùng rợn của một cô gái trẻ người Do Thái Hasidis bị ám bởi vong hồn của người yêu cũ đã chết. Trong vở kịch Dibbuk nổi tiếng năm 1916, nữ nghệ sĩ người Israel Sigalit Landau đã nảy ra ý tưởng tái hiện lại nguyên mẫu chiếc váy cổ mà diễn viên thủ vai cô gái mặc năm xưa và biến nó thành một tác phẩm pha lê muối tuyệt đẹp. Được biết, năm 2014, nghệ sĩ Sigalit bắt đầu ngâm chiếc váy màu đen này dưới biển chết. Hồ nước có lượng muối và chất khoáng cao tới nỗi sinh vật không thể sống sót nổi. Sau đó, trung bình cứ 3 tháng, cô lại tới kiểm tra một lần để theo dõi quá trình hình thành tinh thể pha lê từ muối. Tất cả những diễn biến của quá trình hình thành váy pha lê muối đều được Sigalit chụp lại và công bố trong dự án nghệ thuật mang tên Saint Bride, tạm dịch cô dâu pha lê của mình. Tác phẩm váy pha lê tuyệt đẹp này đã chính thức ra mắt công chúng tại phòng trưng bày nghệ thuật đương đại Marlborough thuộc thành phố London, Anh Quốc cho đến hết ngày 3 tháng 9. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.